Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của hơn 900 đại biểu đại diện cho hơn 3 triệu trí thức khoa học công nghệ trong cả nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các ban bộ ngành dự đại hội. Trong suốt 5 năm qua, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã có những bước phát triển ngày càng lớn mạnh với 152 hội thành viên, tập hợp hơn 3,7 triệu hội viên. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội ở trung ương, địa phương và các hội ngành thành viên đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật, đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế xã hội. Hoạt động này đã và đang trở thành một kênh thông tin đáng tin cậy, giúp Đảng và Nhà nước khi xem xét quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, lực lượng trí thức cùng với sức mạnh của khoa học và công nghệ đóng vai trò mang tính quyết định thành bại rất lớn để đạt được những mục tiêu, khát vọng lớn lao về một Việt Nam hùng cường vào năm 2045. Để thực hiện được định hướng đó, Liên hiệp hội phải là lực lượng nòng cốt, là địa chỉ trí thức tin cậy của Đảng và Nhà nước, nhất là đối với trí thức khoa học và cả trong công tác vận động, khơi dậy tinh thần sáng tạo, cống hiến trong đội ngũ trí thức, đặc biệt cần chú ý thúc đẩy được một thị trường khoa học công nghệ phát triển. Trong sáng nay, đại hội cũng tiến hành ra mắt đoàn chủ tịch, ủy ban kiểm tra và thường trực đoàn chủ tịch khóa 8.